Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã tiếp tục quay trở lại với channel của mình. Thì ở video hôm nay chắc chắn sẽ là một video rất là hay và đợi anh em mong đợi rất là nhiều về cái video ngày hôm nay. Thì mình sẽ nói luôn cái vấn đề chính hôm nay mình muốn đem đến cho anh em, đó là mình sẽ nói về sự cập nhật hay là nói về cái bản cập nhật mới của phiên bản The Big Soccer 2022. Thì lần đầu tiên thì mình xin muốn nói với anh em, đó là phiên bản này hiện tại thì đang bắt đầu cập nhật rải rác trên các phiên bản hay là các đời máy của Android cũng như iOS. Hiện tại thì mới là Android thôi, nhưng mà Android thì nó vẫn chưa cập nhật hết và nó chỉ tới từ những cái phiên bản máy cao hay là một số phiên bản mà nhà phát hành sẽ ưu tiên mà cập nhật trước. Còn chắc chắn là trong 24 đến 72 giờ tới thì tất cả các hệ điều hành như Android hay iOS chúng ta sẽ đều cập nhật được phiên bản này. Và một điều rất là vui nữa đó là với anh em, đó là chúng ta sẽ không cần phải chơi những cái phiên bản hay không mình hay những cái phiên bản cũ nữa, không phải là lời đồn nữa, và mình xác thực ở video ngày hôm nay là 100% phiên bản này đã xuất hiện nhá. Và anh em nào mà chưa biết cách tải thì anh em nào chưa tải được thì cứ bình tĩnh, trong hôm nay hoặc là ngày mai trong 72 giờ thì nhà phát hành đã thông báo rồi là tất cả các dòng máy sẽ được cập nhật, kể cả iOS. Thì hôm nay mình đang sử dụng một chiếc Android, một chiếc Apple thì mình đã cập nhật được rồi. Và mình sẽ nói cho anh em, đây là một cái video mà nó luôn là một video tổng quát, mình sẽ nói qua cũng như là thông báo với anh em về cái bản này. Chứ những tới đây thì sẽ là những cái video hay hơn ở đằng sau nữa, thì mong anh em ủng hộ mình nhá. Thì đầu tiên mình sẽ nói ở bên ngoài trước, ảnh đại diện của chúng ta sẽ không thay Firmino bằng Sexy Donet. Thì nhiều anh em chắc là không biết cầu thủ này đâu. Chỉ nói anh em, một số anh em xem bóng nhưng mà lại không biết cầu thủ này, chỉ biết chơi game thôi. Thì mình giới thiệu luôn, đầu tiên màu đen này chính là Kevin De Bruyne, thì chắc chắn là ai xem bóng đá thì cũng biết rồi. Tiền vệ của Manchester City. Còn bên phải màu vàng đấy là Sergio Ramos, hậu vệ cánh phải của câu lạc bộ Barcelona của đội tuyển Mỹ. Thì đây sẽ là hai cầu thủ. Xin lỗi anh em nhé, mình nói hơi nhanh nên là hơi nó hơi bị ho một chút anh em ạ. Bên phải sẽ là Sexy Zonet của Barca. Chắc chắn là anh em, một số anh em sẽ không biết đâu, nhưng mà anh em nào xem bóng đá thì chắc đã hiểu được, biết thôi. Thì đấy là hai cầu thủ sẽ làm ảnh đại diện của cái tựa game này trong cái video ngày hôm nay. Cái phiên bản ngày hôm nay. Đấy, thì ở bên ngoài này thì ngoài màu chủ đạo sẽ là màu đen và màu vàng giống như câu lạc bộ Dortmund ấy, nhưng mà đấy là màu chủ đạo của cái phiên bản này. Thì ở ngoài thì nó cũng không có gì thay đổi cả. Ở ngoài thì nó cũng không có một cái gì thay đổi cả anh em ạ. Đây, những cái đây mình sẽ nói đến cái thay đổi trước nhá. Thay đổi ở phiên bản này này là nó có cái sự kiện này. Anh em hoàn thành sự kiện thì anh em sẽ nhận được một số phần quà nào đó, ví dụ là nhận kim cương này. Win một trận là anh em sẽ nhận được hai kim cương này. Win hai trận với sơ đồ 3-4-3 là anh em sẽ được 3 kim cương. Đấy, ở dưới đây nó có rất nhiều sự kiện luôn. Hay là ghi bàn với một cầu thủ là Sané thì anh em sẽ được 2 kim cương nữa. Đấy là một cái bản đây là một cái cải tiến nhá. Cải tiến của phiên bản này nó là nó có phần nhiệm vụ để chúng ta có thể kiếm kim cương hay là phải kiếm vàng một cách dễ hơn. Đấy, ở ngoài này thì nó chỉ có như thế là mới thôi. Có ví dụ như là phần carer hay là phần đá online hay là phần giao hữu này, hay phần mo. Phần mo thì là đây là phần xem thông số này. Đấy, hay là phần highlight này. Highlight thì mình chưa có này, hay phần training luyện tập này. Đấy, phần training luyện tập thì vẫn thế thôi. Thì mình định là phần này vào sau đấy, nhưng mà mình vào rồi thì mình sẽ vào luôn dành cho anh em xem. Ấn tượng về bản này chắc chắn sẽ là một cái đồ họa khá là mượt. Nhưng mà đây do là máy nhá, đây không phải là máy mình đâu, mình mượn của một hàng xóm đấy. Mình mượn được hàng xóm mình nên là nó có thể là nó hơi lag anh em ạ. Đây, đầu tiên anh em nhìn thấy phần training rất là mượt mà. Đấy, rất là nét luôn. Thì chúng ta sẽ xem những phần khác. Tiếp theo mình sẽ vào bên trong, thì đây mới là những cải tiến này. Mình đang nói cái phần, nghĩa là mình đang nói là phần tích cực trước nhá. Mình tiêu cực thì mình sẽ nói sau. Thì đầu tiên là phần trận đấu. Thì đây thực sự là một cái cải tiến mà mang tính gọi là đột phá của nhà phát hành. Với đó là cái phần vào trận đấu mà nó có thể là hiện hình cầu thủ lên. Như anh em có nhìn thấy là bên phải là đội hình của mình, với bên trái là đội hình đối thủ. Thì nó sẽ hiện ra những cái ảnh cầu thủ này khá là chuyên nghiệp. Đây là một điểm cộng dành cho nhà phát hành ở phiên bản cập nhật này. Thì đây anh em có thể nhìn thấy đây. Đấy, đội hình của mình và đội hình của đội bạn thì nó rất là đẹp luôn. Tiếp theo mình sẽ vào phần đây. Đấy, đây là đội hình của mình nhé. Thì một cái điểm cộng nữa đó là chúng ta sẽ không bị xóa đội hình ở phiên bản 2020, không bị xóa. Và chúng ta vẫn có thể chơi lên phiên bản 2022. Đội hình của mình đây là một đội hình bình thường thôi. Đây cũng chỉ là một đội hình cùi của mình thôi. Đấy, vẫn có Sané này, Sané của mình vẫn còn này. Là một cái điều mà nhà phát hành có lẽ là rất là chăm chút ở phiên bản này nữa. Đó là chúng ta đã có những cái phiên khuôn mặt khá là mới. Đấy, khuôn mặt mới.
Và chi tiết ở những cầu thủ mà không nổi tiếng hay là những cầu thủ mà chỉ số nó khá là thấp đấy, nhưng mà nhà phát hành vẫn chăm chút để có thể là cập nhật. Hay là đây là Rodrigo này của chúng ta đây, ví dụ là Antoine Griezmann này, khuôn mặt mới này, Kylian Mbappe này, Kevin De Bruyne này, hay Mane cũng vậy này, Ousmane Dembele này, Raheem Sterling này đều mới hết cả. Đây là Salah cũng vậy, Godin cũng vậy, Virgil van Dijk, Courtois đều mới hết anh em ạ. Hay là Asensio thì mới này, Benzema thì vẫn thế này, Firmino cũng mới này, Pogba cũng mới này, Neymar cũng mới luôn. Đây là Alex Telles thì cũng mới luôn. Đấy, Carvajal cũng đẹp cũng vậy luôn. PP này rất là đẹp này. Đấy. Thì đấy là một điểm cộng nữa anh em ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào phần sân. Đây, phần sân thì nó cũng không có gì là đặc biệt cả. Phần sân thì chúng ta vẫn có những cái khu chức năng như vậy. Hình như đây này anh em ơi, hình như là đây có một phần mới này. Phần này là hình như chúng ta có thể là tăng cái khả năng scout hay là gì đó. Thì cái phần này nhá, mình sẽ nói ở video sau anh em nhá. Mình sẽ nói về những cái điểm mới ở video sau nhá. Video này khá là dài nên mình chỉ nói tổng quan thôi. Đấy, phần mới thì mình sẽ nói ở phiên bản sau. À, mình nói ở video sau. Tiếp theo là chúng ta sẽ vào trận đấu đi. À, vào phần này đi. Phần này thì chắc chắn là nó làm rất là đẹp hơn rồi anh em ơi. Làm khá là đẹp rồi. Thì khuôn mặt thì nó chi tiết tới từng cầu thủ. Ví dụ là Bergonoli này cũng làm khá là đẹp này. Đấy, ví dụ chúng ta sẽ thoát một trận đi. Chúng ta sẽ vào một trận, chúng ta thoát ra để xem có những cầu thủ mà nó ở chỉ số khá là thấp nhưng mà nó được chấp chút, đã được nhà phát hành chăm chút cái khuôn mặt nó rất là đẹp luôn. Cái này mình sẽ nói sau nhé, mình sẽ thoát trận trước nhé. Thoát trận là mình nói cái phần này trước. Đây, ví dụ như là sao lại vẫn được Marcelo này. À, như cái phần này là chúng ta phải đá một trận thì nó mới chuyển, mình phải đá một trận thì nó mới chuyển cái transfer này anh em ạ. Đấy, ví dụ mình scout đi, scout một cầu thủ đi. Đấy, anh em thấy không? Philip Novak này, hay là cầu thủ người Chile này thì đã cập nhật nó rất là chi tiết luôn. Đấy là một điểm cộng nữa. Đấy, ngoài ra thì các cầu thủ được tăng chỉ số rất là nhiều và cũng có rất nhiều các cầu thủ bị giảm chỉ số. Thì cái này sẽ là một video tiếp theo thì mình sẽ tổng hợp, mình sẽ cho anh em biết anh em nhé. Một cái video, một cái điều đặc biệt nữa, một cái điều mà rất là buồn nữa, đó là Ronaldo, cả Ronaldo và Messi đều bị giảm chỉ số rồi. Nên là anh em nào xem được video này mà vẫn ở phiên bản cũ thì anh em hãy mua ngay Ronaldo và Messi cùng với Văn Hậu đi. Thì chắc chắn là phiên bản sau, nếu mà anh em không mua thì chắc chắn sẽ phải nhận, đó là Văn Hậu sẽ không còn ở phiên bản này nữa. Và sẽ phải nhận một điều nữa, đó là Ronaldo sẽ xuống 86 và Messi cũng sẽ xuống 86. Hai cầu thủ này sẽ có chỉ số bằng nhau ở phiên bản 2022. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ vào bên trong này đi. Mình sẽ vào bên trong này. Mình sẽ vào bên trong trận đấu anh em nhé. Một cái điều mà mình cảm thấy một điểm cộng nữa, đó là một phần khán đài. Đây là Chelsea này anh em, nhìn thấy nó cập nhật rất là đẹp luôn nhá. Đấy, cả Jorginho lên 82 đấy. Ok, rất là đẹp luôn. Một điểm cộng đó là cái đồ họa thì nó được cải tiến rất là ok. Đồ họa cải tiến rất là ok. Một cái phần cải tiến và nói chung là nó là tích cực ở phiên bản này, đó là phần về khán đài. Khán đài các cổ động viên đều làm được khá là chân thật. Và trọng tài cũng như là các cầu thủ mà nhìn nó cũng rất là, nói chung là nét anh em ạ. Ok, rất là ok đấy. Đấy, đây là tại máy nó lag chứ không phải tại game lag nhá. Nếu mà dùng cái máy mình hay chơi này trước mặt anh em là mình đang làm cái webcam này thì nó sẽ mượt mà hơn. Còn đây chỉ là một cái máy mình mượn về, mình kịp làm video để giới thiệu cho anh em xem thôi. Nên là nó hơi bị lag một chút anh em ạ. Đấy, chúng ta cùng máy nhá. Máy thì đá rất là hay luôn. Đấy, một điều là máy đá ở phiên bản này rất là hay luôn. Đấy, máy đá rất là hay luôn. Thì chúng ta sẽ kết thúc video ngày hôm nay tại đây, chắc là kết thúc tại đây thôi. Đấy, thì mình cũng đã nói tổng quan hết rồi về phiên bản này. Thì những cái video chi tiết nhận xét cũng như là những cầu thủ mà chỉ số tăng giảm chỉ số hay là những cái gì chi tiết nhất thì mình xin hẹn anh em ở một video tiếp theo. Và mình sẽ hẹn anh em một video tiếp theo để mình sẽ làm một cái video thật là đầy đủ hơn, chi tiết hơn. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ bye anh em. Chúc anh em xem video của mình thật là vui vẻ nhé. Bye bye.